Cảm ơn quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những giây phút thư giãn thật thoải mái. Quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tin giải trí. Bệnh tật đeo bám, nghệ sĩ Hoàng Lan chật vật kiếm tiền nuôi thân. Sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật, sống nương nhờ người thân, bạn bè và khán giả, nghệ sĩ Hoàng Lan quyết định mở quán ăn nhỏ để buôn bán kiếm tiền chạy chữa thuốc thang. Mắc chứng suy thận, chân tay đau nhức từ năm 2011, nghệ sĩ Hoàng Lan hàng ngày sống chung với thuốc thang, bệnh tật. Ban đầu, cô còn cố gắng chống cự qua ngày, nhưng lâu dần bệnh càng nặng, chi phí điều trị ngày càng nhiều, đành sống nương nhờ vào người thân, bạn bè, đồng nghiệp và khán giả. Đến năm 2016, bệnh cũ chưa dứt, nghệ sĩ mắc thêm chứng bệnh Parkinson khiến chân tay co giật, di chuyển, đi lại khó khăn nên mọi sinh hoạt hàng ngày đều nhờ người hỗ trợ. Gần 10 năm ngồi một chỗ, không có thu nhập cá nhân, nữ diễn viên sống nhờ tiền bạc đồng nghiệp và khán giả quyên góp, ủng hộ. Giữa năm 2019, hết tiền chạy chữa bệnh tật, cô phải nhắn tin cầu cứu nghệ sĩ Phi Phụng để có tiền mua thuốc. Giữa tháng 10 năm 2019, nghệ sĩ Hoàng Lan quyết định mở một quán nhỏ để có tiền trang trải cuộc sống và điều trị bệnh tật. Nữ nghệ sĩ chia sẻ muốn tìm kiếm lối thoát vì xin tiền đồng nghiệp khán giả hoài cũng ngày. Nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, cô đã mở một quán ăn nhỏ nơi căn phòng thuê của mình. Hiện tại tôi không có làm ra tiền, lúc trước có anh em bạn bè và khán giả ủng hộ, nhưng lấy tiền của người ta hoài cũng ngại, mắc cỡ lắm nên phải ráng buôn bán làm ăn. Nữ diễn viên nghẹn ngào. Chúng tôi đến thăm quán nhỏ của nghệ sĩ Hoàng Lan vào một ngày giữa dịch Covid-19 đang gây ít nhiều xáo trộn trong cuộc sống của người dân Sài Gòn. Quán ăn nhỏ nằm trong góc khuất của khu chung cư Ngô Gia Tự, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Quán ăn chỉ đơn giản với 4 chiếc bàn, không gian được trang trí đơn giản. Trong những ngày này, lượt khách đến quán cũng thưa thớt dần. Một ngày được vài khách, có khi không có ai ghé. Nghệ sĩ Hoàng Lan tâm sự, mùa dịch này quán vắng vẻ, không biết chịu nổi được bao lâu. Đây là quán ăn được nữ diễn viên Hoàng Lan gom góp từ số tiền đồng nghiệp ủng hộ và của em gái để mở quán ăn nhỏ, trang trải cuộc sống cũng như có tiền điều trị bệnh tật. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh hiện nay, nữ nghệ sĩ khá lo lắng khi cần có chi phí để trang trải và duy trì quán hoạt động. Ngày 14 tháng 3 vừa qua, Trấn Thành và một số đồng nghiệp đã đến thăm hỏi sức khỏe và kêu gọi mọi người ủng hộ quán ăn. Diễn biến của dịch Covid-19 không chỉ gây trở ngại trong việc buôn bán của nghệ sĩ Hoàng Lan mà còn gây ra những khó khăn cho cô trong việc tập vật lý trị liệu ở ngoài câu lạc bộ khi phải tránh tiếp xúc với những nơi đông người. Hoàng Lan chia sẻ thêm, cô vẫn thường xuyên theo dõi những tin tức và nắm rõ những diễn biến của Covid-19. Đã 10 năm nay, ngày bệnh tật khiến cho nữ nghệ sĩ tài năng này phải rời bỏ sân khấu. Nhưng khi được chia sẻ về mong ước của mình, nghệ sĩ Hoàng Lan vẫn dành nỗi nhớ của mình cho sân khấu, mong muốn một lần được bước lên, được diễn, được trái hết mình. Khỏe hơn thiệt, chết cũng quay lại, nữ nghệ sĩ nghẹn ngào chia sẻ. Người nấu bếp là bạn thân của nghệ sĩ Hoàng Lan. Lúc chưa mở quán, cô cũng ở cùng để tiện bề chăm sóc vì bạn đi lại khó khăn. Nghệ sĩ Hoàng Lan sinh năm 1959 tại tỉnh miền Tây Nam Bộ. Bà trở thành diễn viên đoàn kịch của Cửu Long Giang khi mới 17 tuổi. Sau nhiều năm lăn lộn trên các sân khấu, Hoàng Lan ghi dấu ấn trong lòng khán giả phía Nam với các vai diễn như Hai Mưa Nắng, Lan Xì Bo, Má Mì, Chủ Quán Cơm Tù trong chương trình Trong Nhà Ngoài Phố những năm 2000. Ngoài ra, nữ nghệ sĩ từng ghi dấu ấn với khán giả bằng những vai diễn trong các dự án Trong Nhà Ngoài Phố, Cổng Mặt Trời, Sóng Gió Cuộc Đời. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hy vọng là quý vị đã có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.